Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ tục nữa trên ứng dụng CapCut, đó là hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản CapCut nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng CapCut trên điện thoại lên. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào mục tôi ở dưới bên phải màn hình điện thoại nha, các bạn nhấn vào tôi. Tiếp theo thì các bạn hãy đăng nhập bằng Facebook hoặc là đăng nhập bằng tài khoản TikTok, thì tùy theo các bạn nha. Thì mình ở đây mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Facebook nha, thì các bạn nhấn vào đăng nhập bằng Facebook. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào tiếp tục nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào mở nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào tiếp tục dưới tên của các bạn đó, thì các bạn nhấn vào tiếp tục. Rồi các bạn hãy nhấn mở. Tiếp theo các bạn hãy điền thông tin nha, ngày tháng năm sinh. Rồi tiếp theo các bạn hãy nhấn vào xác nhận. Thì như vậy là các bạn đã có được một tài khoản CapCut cho mình rồi. Các bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ hiển thị của mình nha. Ví dụ như các bạn vào tùy chỉnh chỉnh sửa hồ sơ, sau đó các bạn chỉnh sửa biệt danh, thì các bạn nhấn vào để chỉnh sửa nha. Các bạn nhấn đã xong. Thì các bạn lưu ý là mỗi tài khoản thì có một cái ID CapCut, thì các bạn hãy nhớ cái ID CapCut này nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một tài khoản CapCut trên điện thoại rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.